Rồi, như vậy thì đối với lại cái nội dung môn học, đây là phần chính của chúng ta. Vue.js. Các bạn sẽ viết để thao tác dữ liệu giữa frontend và backend, xử lý sự kiện ở trong cái ngôn ngữ Vue.js. Nó chạy trên cái nền Node.js. À, như vậy khi mà chúng ta cài đặt á, thì các bạn sẽ cài thêm cái Node.js vào. Và cái nội dung của mình thì chúng ta sẽ cài thêm cái plugin, vì chúng ta lập trình trên cái nền công cụ là VS Code ha, cho nên là trong cái VS Code thì chúng ta sẽ cài đặt thêm một cái plugin. Plugin của chúng ta, các bạn sẽ vào trong cái VS Code của chúng ta, các bạn sẽ tìm trong cái plugin là cái Vue.js ha, Optional. Trong này thì chúng ta vô cái cài đặt thêm extension, các bạn chọn Vue.js. Ở trong này nó cho phép các bạn sẽ cài đặt cái plugin này lên, cài đặt cái Vue.js Official lên. Khi các bạn cài đặt xong cái plugin này rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục cài thêm cái tiếp theo, để mà cái môi trường chúng ta code thì chúng ta code trên Node.js. Và các bạn đã có link ở đây rồi, các bạn click chuột vô link này thì nó sẽ cho phép bạn nhảy đến tải cái Node.js về. Và khi mà bạn tải về Node.js của mình, ba chục mê. Khi tải về xong thì các bạn cài cái Node.js này lên, cài đặt lên ha. Thì ở đây mình cài đặt bình thường thôi, các bạn cứ nét 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 ha. Chỗ này của thầy là thầy đã cài rồi, cho nên nó yêu cầu là thay đổi hay là sửa hay là remove ha. Các bạn cứ cài nét là ok, không có vấn đề gì trong này cả. Và sau khi mà các bạn cài Node.js xong thì chúng ta sẽ thử kiểm tra xem thử cái môi trường của chúng ta có đủ chưa. Thì các bạn sẽ mở cái cửa sổ là Command Box hoặc là cái Terminal trong cái VS Code của mình. Thì trong cái quá trình mà các bạn sử dụng VS Code thì phía dưới này nó có cái cửa sổ Terminal sẵn rồi. Terminal, còn nếu các bạn không có thì các bạn sẽ lên trên cái phần menu, nó có cái terminal ở phía trên này nè, các bạn chọn new terminal thì nó ra cái cửa sổ cho chúng ta. Nếu như các bạn không thấy terminal thì các bạn lên terminal chọn new. Ở trong này chúng ta sẽ thử hai cái là node trừ v, chúng ta coi cái version của cái thằng Node.js, version của mình là 22.11. Và chúng ta sẽ npm trừ v. Rồi. Như vậy thì khi mà chúng ta đã kiểm tra được cái môi trường code của chúng ta đã có bằng hai cái lệnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua tiếp, chúng ta cài đặt đến đây. Được kịp không? Thầy dừng lại tiếp. Rồi, sau khi mà các bạn cài và các bạn kiểm tra được cái phần Node.js của mình đã cài xong, môi trường code của mình xong,